Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lê. Các bạn biết không, hồi xưa khi mà mình nói với các bạn ở bên Mỹ cái gì nó cũng bự, ở bên Mỹ cái gì nó cũng dài đó các bạn. Và hôm nay mình vô chạy gì chợ Mỹ. Mình thấy trái dưa leo Mỹ, trái dưa leo Mỹ các bạn thì dài bằng cánh tay của mình luôn. Mấy trái dưa leo Việt Nam nó chút téo các bạn. Trái dưa leo Việt Nam chút téo à. Trái dưa leo Mỹ nó dài gấp 3 lần luôn. Cái này mà mình ăn bún á. Bạn biết hồi xưa bên Việt Nam mình là mỗi một lần mình ăn bún á là mình ăn là 3 trái dưa leo. Bây giờ qua Mỹ là một trái dưa leo ăn 3 tô bún. Quá là hay luôn. Cho nên bữa hôm nay mình nhưng mà rẻ lắm các bạn nhé. Dưa leo Mỹ rẻ ghê à. Mà nó giòn lắm các bạn ơi. Trời ơi, ăn cái này chắc lòi bằng hồng. Ăn cái này chắc lòi bằng hồng các bạn. Cho nên bữa hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm, tại vì ở Mỹ này dưa leo nó rẻ lắm các bạn. Cho nên mình sẽ làm dưa mắm để ăn. Các bạn biết không? Người Mỹ á họ làm dưa mắm kỳ lắm các bạn. Ha, họ trồng một cái dưa leo ngắn ngủn nè, xong rồi họ ngâm vô, nhưng mà họ làm nó chua lét à. Người Việt Nam của mình làm dưa thì nó mặn mặn ngọt ngọt, ăn nó rất là dịu các bạn. Nhưng mà các bạn nào mà hay đi ăn cơm tấm sườn bị chả đó thì họ sẽ bưng cho các bạn một dĩa dưa leo muối, dưa leo mắm đó, ăn nó rất là ngọt, nó chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà các bạn nào mà có qua Mỹ một lần ở trời, các bạn ăn dưa leo Mỹ á, các bạn ăn vô các bạn té lá luôn, nó chua lắm các bạn, rất là chua. Nó chính là những cái văn hóa khác nhau của ẩm thực thế giới không. Người Mỹ họ cũng ăn dưa chua nữa chứ không phải họ không ăn dưa chua các bạn nhé. Nhưng mà cái dưa chua của họ đó, nó khá là chua các bạn, cho nên họ mới gọi cái đó là dưa chua đó. Trời, cái trái dưa leo này á nó gọi là English cucumber, à dưa leo, đây là sản phẩm của Canada các bạn nhé. Canada. Ok bạn. Man. Để mình đi kiếm cái trái dưa leo Việt Nam cho các bạn thôi. Ok. Nói là có sách làm mắt là cái trứng, đây là cái trái dưa leo của Canada, đây là sản phẩm Canada. Đây là cái trái dưa leo của Mexico. Ồ, bạn nhìn nè. Cái này đây là cái mình hồi bữa mình đi qua nhà cái em hàng xóm Mexico á, thấy ảnh trồng dưa leo, mình xin một trái để làm giống. Men, cái trái dưa leo Mexico nó bự các bạn. Trời, men nó u nu à. Okay, để mình đi kiếm trái dưa leo Việt Nam coi. Đó, cho anh kiếm à. Các bạn thấy không, nhà Nhân Lì không có tiền thôi chứ cái gì nó cũng có. Mình nói là nhà mình có dưa leo phải không? Dạ, đây là dưa leo của Việt Nam đó. Bây giờ thấy không, đây à, đây là dưa leo Mễ nha, dưa leo Việt Nam nè. Ồ, còn đây là dưa leo của Canada nè. Trời ơi, man, nó bự, nó dài à. Để làm luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm dưa mắm của dưa leo ở Canada và dưa mắm dưa leo của Việt Nam. Thì thường thường người Việt Nam của mình bên Mỹ họ trồng cái trái dưa leo này các bạn. Cái trái dưa leo Việt Nam á, cái đặc điểm của nó có rất là nhiều gai. Khi mà các bạn hái nó vô nó có khá là nhiều gai, nhưng mà ăn nó rất là giòn và nó ngọt. Còn cái dưa leo Mỹ này đó, nó không có rai, nó trơn tru các bạn. Ok, cái gì mà có rai á, ok, thì nó không có trơn tru, mà cái gì nó trơn tru thì nó không có gai. Nhưng mà cái dưa leo này á, nó ăn vô nó cũng giòn nhưng mà cái da nó hơi đắng. Đó, khi mà các bạn ăn dưa leo Mỹ á, là các bạn phải bào cái da này ra, nó rất là đắng. Nhưng mà khi mà các bạn ăn dưa leo Việt Nam á, các bạn không cần bào cái da ra, tại vì cái da này nó không có đắng. Ok, đó chính là một cái đặc điểm. Còn cái trái dưa leo này á, mình chưa ăn, nhưng mà bây giờ mình sẽ để làm giống để năm sau mình sẽ trồng. Thì cái giống dưa leo này á, mình có rất là nhiều. Và cái giống dưa leo này á, mình cũng có nữa, nhưng mà mình chưa có giống dưa leo này, cho nên mình để dành cái này để mốt làm ăn. Cái rồi bây giờ thì trong khi mà ông vợ mình làm dưa mắm thì mình sẽ cho các bạn coi trái dưa hấu của Mỹ. Trời, mình nói với các bạn á, cái gì ở Mỹ nó cũng bự. Các bạn nhìn cái trái dưa hấu nè,
cái này là nửa trái các bạn nhé, mà nửa trái mà các bạn bự các bạn thử tin tưởng nguyên một trái là nó dài nè, một trái dưa hấu á, ok nãy giờ mình ăn là hết nửa trái rồi, còn nguyên trái bự đó. Dưa hấu của Mỹ á, thì nó không có tròn giống như dưa hấu Việt Nam, tại vì người Mỹ họ không có chưng dưa hấu ngày Tết, cho nên họ không có trồng dưa hấu dài, dưa hấu tròn, mà họ trồng dưa hấu dài. Thì bây giờ vợ mình đã rửa môi guộc và rửa rồi, thì mình có thể giữ cái hộp này lại để mình trồng cũng được, nó cũng lên nữa các bạn nhé. Bây giờ trong khi đợi chờ vợ mình nó làm đó thì mình ăn dưa hấu các bạn. Ăn thử đi. Quá tan. Tại vì làm trời mấy cái dưa hấu bự quá vậy. Làm cái dưa này thì cũng rất là lẹ thôi, chỉ cần các bạn nấu nước thì bạn ngâm với thôi đó. Thì ăn miếng đi. Trời cái dưa hấu của Mỹ á các bạn. Nó rất là bự và nó rất là nhiều nước. Cái okay. Mình không có hột bạn thấy không? Mình ăn dưa hấu mình ghét nhất là ăn dưa hấu có hột á. Hồi đó các bạn biết không, mình qua Mỹ á, lần đầu tiên mình qua Mỹ các bạn, mình thấy cái trái dưa hấu, mình nói là trời ơi cái dưa hấu gì mà bự vậy, mình cứ tưởng dưa hấu bên Mỹ nó rất là mắc các bạn, nhưng mà cái trái này nó dưa hấu bên Mỹ á, mặc dù nó bự nó ngọt gì nhưng mà nó rất là rẻ, nó không mắc các bạn nhé, nó không mắc đó các bạn nhìn nè, trời ơi một trái dưa hấu như vậy làm chỉ có năm đô la, tầm là 100.000 các bạn, 100.000 một trái dưa hấu thôi mà chất lượng nó ngọt luôn các bạn thấy, nó gỏi mà nó không ngọt nha, nó rất là ngọt. Các bạn biết không, mình ăn dưa hấu á thì mình thích ăn nhất là cái phần trắng này, nó cũng giống như là dưa leo vậy đó. Đấy. mình có thể cắt cái phần vỏ này để mình trộn dùng với dưa leo làm dưa luôn các bạn nhé, cái này cũng là dưa thôi đó, nó khá là ngon. Nhưng mà người Mỹ các bạn biết không, người Mỹ họ vốn là lãng phí, họ ăn dưa hấu á là nhiêu gì họ bỏ rồi, họ không ăn nữa các bạn, họ không có, tại vì ở bên Mỹ đồ ăn nó dư dả quá, đồ ăn nó phung phí quá, cho nên người Mỹ khi mà họ ăn dưa hấu á, các bạn thấy một cái dưa hấu bự như nè, quá rẻ luôn, cho nên người Mỹ họ không cần phải ăn, xuất sắc vậy, họ không cần phải ăn vậy được cái, đó, cho nên các bạn thấy ở Mỹ sướng lắm, đồ ăn, nói chung là đồ ăn đồ uống ở Mỹ nó khá là dư dả, nó không tới nỗi là thiếu thốn đó. Trời, nó ngọt tận đáy lòng luôn bạn ơi. Trời, nãy giờ mình ăn không thấy một cái hộp luôn á. Bởi vì khi mà mình sống ở Mỹ rồi, các bạn biết mình cũng quen kiểu Mỹ luôn, mình cũng ăn phí phạm luôn, đúng không? Đó, người Mỹ họ ăn gì là họ bỏ, tại vì tôi ăn có dư dả, các bạn không cần phải ăn cạn tàu ráo máng luôn. Trời ơi, nó ăn chi giờ không có no đâu các bạn ơi. Thì làm dưa giá này á, nó cũng khá là dễ các bạn chỉ cần làm dưa leo nó cũng khá là dễ, các bạn chỉ cần mua dưa leo về rồi ớt nó thôi ha, nó đơn giản lắm. Bây giờ thì mình bịch trái dưa hấu lại đi, một trái dưa hấu gì mình ăn tầm 2-3 ngày là hết, mình mua trái khác không.
Ok, sau khi mà mình rửa dưa leo xong rồi thì mình sẽ cắt nó thành miếng hình chéo như vậy để mình ngâm cho nó thấm các bạn nhé. Cái này các bạn có thể ăn chung với lại cơm sườn. Đó. Nó cũng nó, hay là các bạn ăn với cá kho cũng ngon nữa, giống như là nói chung là nhiều khi ăn dưa leo không cũng ngon nữa, nhưng mà các bạn làm gì để nó giữ lâu dưa leo thì các bạn ngâm nó sẽ giữ lâu hơn đó. Thì ở miền Tây thì mình hay ăn như vậy các bạn, bây giờ qua Mỹ thì mình cũng ăn như vậy đúng không? Người Mỹ thì họ ngâm dưa leo á, họ ngâm rất khá là chua cho nên nó không hợp với khẩu vị của Việt Nam của mình á. Cho nên khi mà người Việt Nam mình qua Mỹ ăn chưa chua Mỹ á, rất là hăng các bạn. Ok, bây giờ thì mình cứ sắc như vậy hết đi rồi mình sẽ tiếp tục nấu nước súp. Và cái công đoạn cuối là mình ngâm nó thôi, nó khá là đơn giản. Bây giờ mình đi nấu đường trước đi, để hôm mình cắt cái này xong là đường nó nguội rồi mình sẽ okay. Cái này mình đi nấu nước đường trước đi. Bây giờ mình đi nấu nước đường các bạn ha. Đúng rồi, mình đi nấu nước đường. Này không đủ. Thì bây giờ mình sẽ đứng ở đây để mình quay cho các bạn coi cái cách mà nấu nước như thế nào ha. Tại vì mình biết có nhiều bạn sẽ hỏi mình là: anh Nhân ơi, hãy chỉ em cách nấu với. Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ vô cái nồi đó một miếng đường cát nha các bạn. Để cho đường nó tan ra. Cho nó có caramel, cho nó cái dưa mắm nó có cái màu đẹp. Ok, bây giờ bỏ thêm tí nước vô để cho nó ra đường. Okay.
của mình không có ra cái caramel nhiều. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nước mắm vô các bạn nhé. Đó, hai muỗng nước mắm luôn. Thêm một muỗng đường nữa các bạn ơi. Bây giờ bỏ nước vô. À, ok. Ok, bây giờ thì sau khi mà vợ mình đã bỏ nước mắm vô rồi, bỏ đường vô rồi, thì bây giờ mình sẽ quậy lên cho nó nóng lên các bạn nhé, đường nó tan đi. Thơm quá các bạn ơi. Mình xài nước mắm ba con cua. Bây giờ mình thấy đường nó tan rồi. Công nhận người nào mà nghĩ ra cái cách này cũng khá là hay các bạn. Bởi vì mình người xưa họ thông minh thì bạn, họ nghĩ ra đủ cách để chế biến món ăn các bạn ha. Thơm quá, nước mắm thơm quá. Mình để nó sôi đi. Ok. Bây giờ mình sẽ để cho nó sôi thiệt là sôi đi các bạn ha. Đó. Mới nói là nó sôi luôn. Cái kia. À, bây giờ mình thấy nó bắt đầu nó sôi lên rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tới mình nêm nếm mặn ngọt chua cay các bạn nhé. Nếu mà được thì mình sẽ nêm nếm thêm. Miếng đường. Như vậy là mình bỏ thêm một tí đường nữa các bạn ơi. Nãy giờ trong khi mà mình nấu nước đường thì giờ mình nấu bên đây nó sắc chia leo rồi. Bây giờ nó sẽ bỏ muối đây nó trộn. Đó. Giống như là mình đang ốp ké đây đó các bạn. Rồi, để đây cho nó nghỉ. Ok. Cho nó, bây giờ là mình đã bỏ muối xung quanh hết rồi. Bây giờ mình để đây cho nó nghỉ ngơi đi.
Rồi nước đường thì nó đang sôi, để nước đường sôi. Giờ mình đi cắt tỏi với lại hạt ớt. Alright. Bây giờ thì tỏi với ớt. Ớt mới hái nè các bạn. Trời ơi các bạn thấy không? Ớt nhà chồng nó tươi rồi rối luôn. Này là ớt nhà chồng các bạn nhé. Ớt nhà chồng mới hái là sáng luôn. Nhưng mà các bạn nào chưa có coi cái video clip mình hái ớt thì các bạn coi nhé. Giờ đường nó sôi đủ rồi, giờ em đã tắt lửa rồi đó. Ok, đường nó sôi rồi, tắt lửa rồi. Ok, để cho thịt vừa để nó đổ vô dưa. Thôi dưa nó sẽ bị mềm. Các bạn biết không, cái trái ớt này á, nó cay nhưng mà nó thơm. Không, nói là nói có sách là mách có trứng là ăn luôn cho bạn coi. Chưa nữa. Chưa rồi, thấy chưa? Hồi sáng nay là như nhà mình trồng mình tưới cho nên nó rất là sạch các bạn, thấy không? Hôm ăn ớt giống như ăn trái cây vậy nha. Nó khá là cay các bạn. Bây giờ nó cay quá mình không biết nói gì luôn. Đi uống cà phê đi. Thấy không? YouTuber chịu chơi nhất không? Review ăn ớt cho các bạn coi tại chỗ luôn. Bây giờ để mình gọt miếng dấu ăn tiếp coi. Dạ hả? À. Cay quá rồi không? Nãy giờ chị ngu quá, review tại chỗ cho các bạn một miếng ớt luôn. Các bạn ơi, trái dấu này nó bự quá, nó không có giống như trái dấu Việt Nam các bạn. Cho nên nó khó, nó rất là khó cắt, cũng quá bự luôn á. Bởi cái gì nó bự quá nó cũng mệt đó các bạn. Đó. Cắt miếng dấu gì ăn, ăn gì nên nó phơi. Các bạn nhìn thấy miếng dấu không? Quá trời ngon luôn, két không à. Không có một cái hộp luôn. Ăn dưa hấu mà no luôn các bạn ơi. Review bưởi. Một ít thì mình sẽ cắt lát mỏng ra cho nó đẹp. Oh yeah. Một phần thì mình sẽ bầm nó ra. Oh yeah. Bây giờ mình sẽ làm là mình cắt lát mỏng rồi mình sẽ bầm ra để cho nó thấy sự khác biệt trong cái clip này nha các bạn. Nên các bạn biết không, ta thực sự á, khi mà qua tới Mỹ á thì có nhiều người Việt Nam á, họ thứ nhất á là họ không biết làm cái này. Tại vì á có nhiều người Việt Nam á họ thích ăn đồ Việt Nam nhưng mà họ không biết làm. Có nhiều người á, họ thích ăn nhưng mà tại vì họ đẻ ở bên Mỹ cho nên họ cũng không biết làm luôn các bạn. Ok, bởi vì khi mà các bạn coi kênh mình có thể các bạn sẽ thấy là ở cái này ở bên Việt Nam ai chẳng biết làm. Nhưng mà nói thật sự với các bạn, ở bên Mỹ này á, thứ nhất á là họ không có thời gian để làm, tại vì họ quá bận rộn, không nào là đi làm rồi đi là học, nói chung là họ không có thời gian để họ làm. Ok, mà thứ hai á họ không biết làm. Ok, tại vì có nhiều người họ qua Mỹ từ hồi nhỏ cho nên họ không biết làm. Ok, cái thứ ba nữa đó là giống như là họ làm á mà giống như là họ nói trời một làm quá trời mà họ không có ăn nhiêu chân cho nên họ cũng không làm luôn. Ok các bạn, đó chính là những cái lý do mà tại sao người Việt Nam của mình ở bên Mỹ rất là ít người làm kiểu này. Ok, ở bên Việt Nam thì các bạn sẽ thấy là những người con gái dưới quê họ hay làm mấy cái này, tại vì các bạn biết rồi, người Việt Nam mình thì lúc nào cũng ăn mấy cái này cho nên họ làm rất là nhiều. Nhưng mà bên Mỹ thì nói chung là lâu lâu mới ăn các bạn, không nào bữa nay là đi ăn đồ Mỹ nè, ăn đồ Nhật nè, ăn đồ Mỹ nè, ăn đồ Việt Nam nè, thì nói chung là bỏ công nó làm cũng chẳng có ăn các bạn. Bởi vì các bạn biết không, có nhiều cái clip mà mình nấu đồ ăn Việt Nam á, có nhiều người nhắn tin mình hỏi là anh Nhân ơi,
chị em cách nấu đi. Có thể các bạn sẽ nói là trời có thể gì cái này dễ nấu như vậy mà cũng có người chị kêu mình chỉ nấu nữa. Nhưng mà đó là sự thật các bạn, tại vì không phải ai cũng biết nấu và không phải ai cũng có thời gian để nấu các bạn nha. Cái ớt này thấy gì cay các bạn, nãy giờ mình cắn cho các bạn coi một miếng thôi á mà tới giờ vẫn còn cay. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ coi coi cái dưa này nó đã thấm mặn chưa nhé. Ok bây giờ nó đã ra nước rồi, thì muối này hồi nãy giờ mình trộn vô dưa leo á thì dưa leo nó sẽ ra nước rồi nó sẽ làm cho muối tan, nó sẽ thấm đều vô các bạn ha. Ok bây giờ đi rửa cái đi các bạn ha. Rồi sau đó thì nói chung là mình cũng sắp xong rồi ha. Ok thì bây giờ mình sẽ lau dưa cho nó khô các bạn ơi. Cho nó khô kỹ nha, anh khô nó không có giữ lâu được cả. Quá là khô luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ cho nó thấm cho đây đi. Rồi lấy tờ giấy khác đi. Ok. Nó còn sống đó các bạn, nó nhảy nè. Người ta nói là phải phơi nắng nữa, nhưng mà mình giờ này tối rồi khỏi phơi, đau luôn. Ừ.
Còn thì mình có thể để dưới cái máy sưởi đó các bạn. Thường thường bên Mỹ người ta hay để dưới cái máy sưởi á. Tại vì người ta nói phơi nắng thì cái này nó sẽ trong hơn. Mà thôi kệ, mình làm mình ăn nè. Nhà mình bán đi. Bên nào mình làm sinh nhật mà sáng sớm mình phơi đi. Cái này mà các bạn làm mà các bạn bỏ mối ở những cái chợ Việt Nam nó đắt hàng lắm các bạn ơi. À. Thường thường ở bên Việt Nam á là các bạn đi ra ngoài đường các bạn bán giống như là cơm tấm sườn bì chả các bạn, giống như các bạn bán trước hẻm gì đó. Nhưng mà ở bên Mỹ này á các bạn không có bán trước hẻm. Nhưng mà các bạn sẽ nấu ở nhà xong rồi các bạn bỏ vô hộp đó, rồi các bạn sẽ đi tới chợ Việt Nam các bạn bỏ mối ở đó. Rồi chợ Việt Nam họ sẽ lấy giống như là tiền lời, chẳng hạn giống như là thay vì ở bên Việt Nam các bạn sẽ đi bán bún bột Huế ở trước đầu hẻm đi, thì bên Mỹ các bạn sẽ không có bán bún bột Huế trước đầu hẻm, mà các bạn sẽ nấu bún bột Huế ở tại nhà xong rồi các bạn sẽ đem vô chợ các bạn bỏ. Thì thí dụ mà các bạn bỏ là 20 tô bún bột Huế vô cái hộp đi, thì nếu mà bữa đó người ta mua hết á thì tổng cộng là 200 đô đi, thì các bạn sẽ chia tiền lời cho chợ là 50 đô ha. Thì nói chung là chợ cũng khá là lời các bạn, tại vì nó họ cho mình để đồ vô bán. Ok đó, bây giờ là bỏ ớt vô các bạn ha. Thì nói chung là bên Mỹ thì các bạn cũng có khá là nhiều cái cách để mà kiếm tiền, chẳng hạn giống như á thì cũng giống như mình nói, người Việt Nam của mình ở Mỹ á họ khá là bận các bạn, cho nên họ sẽ không có thời gian nấu nướng. Thì thí dụ bây giờ các bạn mua một con cá về đi, thì một con cá đó thường thường là ở ngoài chợ nó bán tầm là 3-4 đô la một con cá không, thì giờ các bạn mua về các bạn chiên lên, các bạn phi hành xả lên thì các bạn bán con cá đó là 10 đô la đó. Còn thôi các bạn xào một dĩa cơm á, thì một sửng cơm gì các bạn xào á thì tầm là nếu mà các bạn bán ngoài chợ là 5 đô la, ok, thì một các bạn xào thì các bạn sẽ bán 10 đô la đó. Thì những cái người Việt Nam nào họ bận rộn mà họ không có thời gian nấu ăn á thì họ sẽ gọi các bạn, họ nói là ok chị ơi, ngày mai chị có thể nấu cho em hai con cá không, thì bây giờ các bạn ra chợ các bạn mua về hai con cá các bạn chiên lên, rồi ngày mai cái bà đó bà chạy ngang nhà các bạn bà lấy, phải không, bà thì đi làm kiếm tiền phải không, bà không có thời gian nấu ăn, thì bà nói là chị ơi em muốn ăn cá chị nấu giùm hai con cá đi, thì mình tính với bà là hai con cá là 20 đô, nhưng mà thật sự thì tiền vốn của mình mua hai con cá chỉ có 5 đô la thôi, như vậy là mình lời 15 đô la đó. Rồi ví dụ như cuối tuần cái bà kia bà nói chị ơi em thèm ăn chè chú chân quá, chị biết nấu chè chú chân không, nấu giùm em một nồi. Thì cái bà đó bà thích ăn chè chú chân nhưng mà bà không có thời gian quá nấu, bây giờ mình biết nấu, bây giờ mình nấu cho bà một nồi, thì mình tính bà là ok cái nồi này chị nấu cho em là chị tính cho em 50 đô nha. Thật sự thì cái nồi chuối này mình nấu chỉ có 15 đô la thôi, nhưng mà mình tính tiền công là 50 đô, bà cũng chấp nhận vui vẻ. Đó. Ok, nước mắm nó chưa nguội, để nó nguội nguội mới đổ vô. Ok. Xong rồi xớt nó vô cái hũ nào đó, cái mình đổ vô cái mình trộn cái mình để cái hũ mình đậy nắp lại, để tới 3 đến 4 ngày là ăn được. Ok. Thì cũng giống như vậy. Rồi cũng có một phương thức khác nữa, giống như là làm bánh, giống như là bánh da lợn, bánh tầm bì, hay là nấu xôi, nấu chè. Thì một phần xôi như vậy á, giống như là các bạn nấu ở tại nhà nha, không có đem, không có bán ngoài chợ, ok, thì các bạn đăng lên Facebook là ok, ai muốn ăn gì thì liên hệ với mình, ok, thì người ta sẽ nói là chị ơi chị có thể nấu cho em 10 phần xôi không, thì mình sẽ đưa giá họ, ok, một phần là chị lấy 15 đô la, 10 phần là 150. Thật sự thì cái tiền công mình bỏ ra để mà nấu 15 phần xôi này á, nó chỉ có 20-30 đô thôi, nhưng mà mình tính họ tới 150, nói chung là mình cũng khá là lời các bạn, ok. Cho nên qua bên Mỹ này á thì chỉ cần các bạn chịu làm thôi, các bạn sẽ không bao giờ nghèo cả, ok. Nó có rất là nhiều thứ, chẳng hạn như bây giờ mình nói thì như bây giờ này ha, mình muốn ăn bánh da lợn không, bánh da lợn thì ở ngoài chợ bên Việt Nam á, ở ngoài chợ thì nó bán thiếu gì, nhưng mà ở bên Mỹ này á không có bán bánh da lợn các bạn, ok. Thì bây giờ mình muốn ăn bánh da lợn thì mình biết được cái cô Việt Nam kia cổ làm và cổ bán, thì mình mới gọi cổ, alo cô ơi, ngày mai cô có thể bán cho con hai cái ổ bánh da lợn không, thì cổ sẽ nói là ok, một ổ là 15 đô, hai ổ là 30 đô. Thì tối đó cổ sẽ ngồi, cổ sẽ nấu, ngày mai sáng mình sẽ tới nhà cổ để lấy và mình sẽ trả cho cổ 30 đô. Thì thực sự cái tiền công mà để nấu cái bánh da lợn nó chưa tới 30 đô, nhưng mà cái công người ta bỏ ra các bạn ha, ok, đó chính là như vậy.
Cho nên đó, bây giờ mình làm cái nồi dưa này, thật sự hồi nãy giờ các bạn thấy không, dưa leo mình bỏ ra chưa tới, nhưng mà nếu mà mình bán cái hũ này, một hũ á là $5, à, hũ đó đây là hai hũ là $10. Ok các bạn thấy không, hũ đó mình ớt gì? Chẳng hạn giống như cái hũ ớt đây nè, thì các bạn thấy không, ớt nhà mình trồng mình hái vô đó. Thì mình xay nó ra và mình ngâm giấm, cái này là ớt ngâm giấm các bạn, mình bỏ tủ lạnh mình ăn. Ok, nhưng mà có nhiều người á, họ thích ăn như vậy, họ không có thời gian để mà họ trồng cái ớt và họ ngâm lên, họ gọi điện thoại mình, à, nhân ơi em có bán ớt ngâm giấm không, bán cái chuyện hũ thì hũ này mình tính $5. Nói chung là mình vẫn kiếm được tiền các bạn thấy không, nói chung là có rất nhiều thứ để mình kiếm tiền các bạn. Đủ rồi. Ok, bây giờ đợi nước mắm nguội là mình sẽ chiết ra các bạn nhé. Ok các bạn ơi, như vậy là nước đã nguội rồi. Bây giờ thì mình sẽ đổ nó vô cái sừng này nha. Trời ơi quá trời luôn nè. Bà nước mắm không đủ, cái gì nấu thêm để sáng mai nó nguội đổ vô. Yeah. Thiếu. Nấu thêm. Không sao. Nấu thêm. Cho nó thấm đều ra đựng hư thôi. Mình nấu thêm mà mình chén vô sao. Yeah. Đó. Quá đã luôn, hấp dẫn luôn. À, em nghĩ vậy đủ rồi chồng ơi, với này còn nước nè. Đúng rồi, ngày mới nó tan rồi. Không, không có nước nè. Yes. Rồi ngày mai cái mình đảo nó sơ sơ. Mỗi ngày mình mở nó ra cái mình trộn lên cái đều nó thấm. Em nghĩ nước gì đủ rồi. Nè. Đúng nước. Vậy. Ha. Good job, good job. Bạch lại mình để đây 3-4 ngày, khi nào mình thành công là mình 3-4 ngày nó ngấm vô rồi mình bỏ tủ lạnh để mà giữ ăn dần. Ok bạch lại nha. Ok xong, thành công tốt đẹp. Bịch nó lại các bạn ơi, cho thêm miếng nữa. Ok thơm quá, thơm mùi tỏi với ớt quá trời. Rồi đây, ngày mai đem đi bán ha ha. Mai mở nó ra trộn nó đều lên. Như vậy thì cái tô dưa mắm của mình đã xong rồi các bạn ơi. Bốn ngày. Ok thì mình đã ướp được 4 ngày rồi. Bây giờ là ngày thứ tư thì mình sẽ mở nó ra. Đó. Thì nước dưa nó đã ra rồi các bạn ơi. Và nước mắm, nước đường thì nó cũng đã tan. Nó đã hòa tan ra đây rồi. Ok, trời. Thơm lắm nha các bạn. Nó giống như là dưa vậy đó. À, ăn thử nha. Rồi. Nó giòn khấu luôn các bạn. Thành công. Ăn nó không mặn quá, nó cũng không ngọt quá. Nó rất là dịu, ăn rất là ngon. Cái này mà ăn cay. Cái này ăn với cháo là quá ngon luôn các bạn. Với cơm cũng ăn ngon. Ăn với cháo luôn. Ok. Để vài ngày nãy cho nó chuyển màu. Như vậy là thành công rồi các bạn. Đó, ơi. Quá, quá đẹp luôn các bạn ơi. Này mới 4 ngày thôi, để thêm vài ngày nữa cho nó chuyển từ từ nè, thấy không? Nè, yes. Chuyển từ từ nè. Vài ngày nữa cho nó chuyển màu. Okay. Là bỏ hũ rồi để tủ lạnh. Thành công. Oh yeah, oh yeah. Giòn ha. Quá ngon luôn các bạn ơi.